Phùng Ngọc Huy nói lý do chưa đưa con gái La Vi sang Mỹ, hứa hẹn sẽ làm điều đặc biệt. Trên livestream hôm mùng 4 tháng 9, Phùng Ngọc Huy có những chia sẻ liên quan đến con gái của anh và cố diễn viên Mai Phương, bé La Vi. Khi được một khán giả đặt câu hỏi có nhớ con gái không, Phùng Ngọc Huy trả lời mà tháng 10 cũng về Việt Nam nữa rồi, nhớ chứ quý vị, mà tháng 10 cũng về Việt Nam nữa rồi. Sau khi về Mỹ để tiếp tục công việc, Phùng Ngọc Huy sẽ về Việt Nam vào tháng 10, anh hé lộ kế hoạch về Việt Nam đón Tết quê hương sau nhiều năm xa cách. Phùng Ngọc Huy trải lòng, tháng 10 Phùng Ngọc Huy sẽ về Việt Nam, sau đó Tết ta, Tết âm lịch lại về nữa, năm nay có thể sẽ ăn Tết tại Việt Nam, cũng 8 năm rồi không ăn Tết ở Việt Nam, đợt này có thể đón Tết Việt Nam chắc là sẽ vui lắm. Trước câu hỏi vì sao chưa đón con gái sang Mỹ, Phùng Ngọc Huy cho biết đang chuẩn bị hoàn tất giấy tờ sau đó phải chờ đợi giải quyết theo thứ tự. Đang chờ làm giấy tờ thưa quý vị, từ từ nhé. Này là phải theo thứ tự, làm hồ sơ rồi mới phỏng vấn, sau đó mới qua được. Nói chung là phải có thời gian, hấp tấp hay nhanh quá cũng không được, phải theo thứ tự. Trước đó trong một talk show với nghệ sĩ hài Thúy Nga, ca sĩ Lưu Gia Bảo, bạn thân Phùng Ngọc Huy từng kể về 8 năm khó khăn của Phùng Ngọc Huy trên đất khách. Có nhiều chuyện đã xảy ra với Phùng Ngọc Huy có giai đoạn Huy lần lượt mất đi người thân trong gia đình, rất nhiều người luôn, kể cả Mai Phương nhưng không thể làm gì, không thể về được, cũng không được gặp con, điều đó thật khủng khiếp, Huy không về được và cũng không thể nói với ai, ca sĩ Lưu Gia Bảo kể.